Em chào anh, em được biết là anh đã sử dụng cái sản phẩm 7X của Fanan Green dành cho nam giới là đến hôm thứ tư. Anh có thể cho em biết được cái cảm nhận của anh khi sử dụng cái sản phẩm này được không ạ? Thứ nhất là khi mình dùng cái sản phẩm này thì tệ sang hộp thứ hai thôi, mình đã cảm nhận được rồi trong cái cơ thể của mình nhé. Có thể con người nó sẽ nhúc rất khỏe khoắn mà cảm thấy rất sảng khoái. Còn các cái vấn đề về các cái sinh lý á, có nghĩa là cải thiện rất tốt luôn. Mình dùng đến hộp thứ tư thì mình cảm thấy là cái tất cả các cái thứ nó cải thiện rất tốt rồi. Thế mình mới dùng đến hộp thứ tư đã rất tốt rồi. Anh ngủ ngon không? Ngủ thì mình, tại vì mình đã dùng cái sản phẩm này thì trước kia mình đã dùng sản phẩm của công ty dược Fanan rồi đấy, đang ngủ rất tốt rồi, nhưng mà sau khi dùng sản phẩm này thì cái chế độ ngủ, ăn ngủ nó vẫn bình thường như vậy thôi, nhưng mà rất tốt, cải thiện rất nhiều. Dạ, có nghĩa là anh cảm thấy người nó thoải mái, sảng khoái hơn, nó không có căng thẳng, tại vì đúng, chắc anh cũng làm việc nhiều thì chắc stress đúng không? À, vậy là nó có thể tăng cường được cả cái sức khỏe sinh lý của anh. Đúng, chính xác. Okay. Cái đấy nó tăng cường rất nhiều luôn đấy. Tại mình thì mình uống sản phẩm này, là đầu tiên mình uống thì chỉ muốn là cải thiện cái sức khỏe. À, dạ. Nhưng mà sau khi mình trải nghiệm rồi mình mới thấy là nó cái tăng sinh lý nó tăng trưởng rất nhiều luôn. Dạ. Thế bây giờ là một ngày anh đang uống mấy viên? Mình một ngày uống 2 viên. À, dạ, đều đặn 2 viên. Chúc mừng anh nha. Hãy lan tỏa cái giá trị này cho rất là nhiều người nam giới ngoài kia. Tại vì sau khi mà cái dịch virus corona với lại chích ngừa thì sức khỏe của nam giới bị ảnh hưởng rất là nhiều, và cái vấn đề sinh lý cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Thì em mong muốn anh có thể cùng với công ty chia sẻ cái sản phẩm ra thị trường nhiều hơn ạ. Chắc chắn rồi, chắc chắn là mình sẽ chia sẻ sản phẩm này giúp ích cho rất nhiều người. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, vâng.